Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh channel của Minh Triều Vlog nha. Hôm nay mình đi thăm bảy chuột các bạn ơi. Mình đi từ sáng giờ 20 cây số mới mua được nhiêu chuột các bạn. Chuột kia nó mắc hơn vàng nữa. Đi mua mà phải giành giật nha các bạn ơi. Vậy mua đi được có mười mấy con à. Nhưng mà chuột bự, chuột dạt của ta chứ không được mua chuột nhỏ nữa, chuột nhỏ có người dặn hết trơn à. Giờ mình đi thăm cái bãi đầu tiên các bạn. Giờ thăm cái đầu tiên các bạn. Trong đây cái đường nó hơi lùm quá, quay video có bị lắc các bạn thông cảm nha. Mình cố gắng mình quay cho nó rõ nét cho các bạn xem. Vậy hôm nay lùm cây quá trời luôn, khó chơi các bạn ơi. Cái đầu tiên cây quá trời, có rung lắc nha các bạn thông cảm cho mình nha. Quá trời rồi. Trong đây hai cái các bạn. Cũng 4 bữa, 5 bữa mình đi thăm các bạn ơi. Giờ quên chỗ luôn. Rồi được cái này con cái các bạn. Có gì nữa. Cái này cái nữa. Nặng không? Nhà heo luôn các bạn ơi. Ồ, oh, có bạn ơi, có hố ngựa bạn ơi. Thấy hố ngựa không trời? Cái gì trời? Hố ngựa bạn ơi. Để đây, như đây thăm cái bạn. Như đây còn cái nữa. Con còn hố ngựa các bạn ơi. Dân mạng ta kêu hổ hán các bạn. Đây, chút xíu mình lắc các bạn xem nha. Đầu cũng biết nè. Bốn bữa muốn quên chỗ. Nhìn đầu ở đây. Quẩy đâu đây người ta. Rồi để tới rồi. Có gì không nữa. Được rồi, nghe hiểu qua. Chuột còn sống luôn. Được rồi. Ok, mình dời cái này không bạn. Con người. Mình đắp cái gieo các bạn. Ở đây cái các bạn ơi. Hổ hán chút xíu mình bắt ra cho các bạn xem nha. Nãy đi quên đem bao lưới luôn rồi. Ở đây cái. Không biết chỗ nào. Mấy bữa quên. À, trong đây có gì không nè. Ồ, bình lưới nãy ở ngoài đây có không? Nào không. Đâu kéo ra có chuột còn vô không? Còn sống không? Sống chuột sống luôn á. Rồi mình dời luôn bạn. Dời luôn. Nửa nay đi với như Snap quay. Hổ hán quyền. Nó cặp cái đầu mình cặp cái đuôi là vuốt nè. Thôi bỏ vô. Bắt con vuốt. Con gắn nãy các bạn ơi. Hồi nãy đi vào mình vô ấy ngứa nên lột áo mình gãi cái. Rồi nó vô không gài. Thôi. Tá về đi. Ở trong lùm này một cái đó các bạn. Đi ấy da. Nãy gặp không biết ai đặt lưới rắn nữa các bạn ơi. Đây có gì nữa. Để hiểu quá. Ủa, nhẹ rồi. Chuồng sống luôn. Chuồng sống luôn các bạn ơi. Đỡ tốn chuồng. Đây. Ở trong ngoài ba cái nha các bạn. Lần này vô xa lắm á. Quay cho các bạn xem ổm ngay chỗ này các bạn. Chính con hổ dện các bạn. Con hổ dện cũng gần ký á. Này bữa nay hôm nay có gì không? Rồi. Cái này bị ai dời như coi. Mất chuột rồi.
dính gắn dù chết giả đó cha. Để coi hồ chuồn sống như rồi sống nó mướt ruột luôn các bạn, sống mướt ruột không thấy luôn. Để đây nha, xíu mình lời sữa trên đây còn hai cái nữa, còn sống mướt ruột luôn. Hổng dính cái đó con hổ dện tới hôm nay không có gì luôn. Mình gắn cặm ne cái này đây một cái cái nào ta à, đây. Có gì không? Bình lúa đẩy ra ngoài vậy không trời. Rồi thấy con chuột còn thảnh thơi luôn. Trời chuột không ăn lúa luôn trời. Không ăn lúa luôn. Kỳ gì ta. Nhiều nó sống hay vậy. Còn nguyên luôn bạn ơi. Không ăn lúa luôn. Kìa trong đây còn cái nha bạn. Chuột này nó không ăn lúa trời. Hôm nay cũng được cũng 4-5 ngày không ăn lúa luôn. Cái nãy là cái 6-7. Đây còn cái nữa. Đừng nói mất 7 nè. Rồi đi xa đang thấy gì cũng lỏng có mà. Chuột cũng sống luôn hơi lúa luôn. Mình vô lúa đó. Để đây còn sống bạn ơi. Đây cái nữa các bạn. Rồi bị anh nào lụm 7 bên nữa các bạn ơi, mất 7 rồi. Trời ơi, một cái xong rồi đó. Mang cái bẫy các bạn ơi. Ở trong đây mình đặt 3 cái nữa các bạn ơi. Nãy dính con rắn hổ hành. Ố rắn hổ hán. Rồi bữa nay đem quên đem gỗ đi gì cho bao lưới gì không có đem theo hết trơn. Gấp đi từ sáng giờ, đi sáng giờ mười mấy cái, mất 2-3 cái nữa. Giờ mình đặt đâu một cái mình quên. Ở đây có cái hồ ngồi đó các bạn, nước trong khe các bạn. Đây nè, mình dẫn các bạn coi cái hồ nha. Nước trong khe luôn. Ha. Hồ đây ngồi thì nước trong khe luôn ha. Y như hồ bơi các bạn coi xem nè ha. Nhìn thấy đáy dưới luôn á. Như dưới đây thì không có cá nữa. Thôi mình vô thăm cái bãi đầu tiên các bạn ơi. Đây. Bạn ơi. Nãy giờ mình quay quá trời quay luôn rồi. Thể nhớ nó đầy rồi. Rồi không được lưu được cái nào luôn các bạn ơi. Chắc hôm nay cái video clip mình có mấy phút rồi. Bữa nay đi bị mất 7. Mất 7 gắn chết tùm lum nha các bạn. Rồi thể nhớ nãy giờ quay quá trời quay luôn. Rồi nhìn lại không còn được, không có video clip nào chứ. Bữa nhớ đầy á, mình mới xóa. Mình mới xóa mấy video không cần, mình xóa bỏ. Giờ mới quay lại được các bạn ơi. Bữa nay đi mệt quá trời luôn, mình đi từ sáng giờ chứ con rắn hổ ngựa với con rắn hổ hành bị chết. Chỗ này rắn ít các bạn ơi, rồi chuột cũng hiếm nữa. Sáng mình đi mua tới đi tới Củ Chi mua các bạn, chạy đi 20-30 cây số đi về 40-50 cây số mới mua được mười mấy con chuột, là chuột vạt chứ không phải là chuột nhỏ nữa. Đi mua người ta có người ta dặn hết rồi mình mua có được. Rắn lựa được mười mấy con các bạn. Mà đi thăm bữa nay thích thu, nhờ hên chuột không bị hao. Ok, clip mình tới đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn những clip sau nha. Hôm nay đi đuối trời, chưa sáng giờ chưa ăn gì luôn. Các bạn xem video nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình các bạn. Và video mình tới đây kết thúc các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye các bạn.